Chỉ trong tuần lễ cuối cùng của tháng 3, nhà nước Việt Nam đã dùng Điều 258 và Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam để tuyên án tù giam 7 nhà hoạt động nhân quyền và bloggers. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho những người này. Đại tướng Đỗ Bá Tị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và ông Phùng Quốc Hiển vừa miễn nhiệm chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Tài chánh Ngân hàng, được đề cử làm Phó Chủ tịch Quốc hội. Danh sách do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay. Khoảng 8.000 binh sĩ Hoa Kỳ và Philippines tham diễn quân sự chung kéo dài 2 tuần lễ, giữa lúc tình hình Biển Đông ngày một căng thẳng hơn trước. Phó Đô đốc Lopez của Hải quân Phi nhấn mạnh cuộc tập trận không nhắm vào Trung Quốc mà chỉ nhằm giúp binh sĩ hai nước đối phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra ở Biển Đông. Lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi không còn giữ các chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Bộ trưởng Bộ Điện lực, Năng lượng, nhưng sẽ có thêm vai trò phát ngôn viên Tổng thống. Ngoài ra, bà sẽ giữ chức Ngoại trưởng và Bộ trưởng Phụ Tổng thống.